Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 79 ngày 26 quyền năng thuộc Ngài. Kinh Thánh Timôthê nhất đoạn 6 câu 16 và câu ghi nhớ trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 16 phần B. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Timôthê nhất đoạn 6. Kinh Thánh Tân Ước trang 221 đoạn 6 câu 16. Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được. Chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ trong câu 16 phần B nhé. Bắt đầu từ chữ danh vọng. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Trong phần tìm hiểu, Chúa Giêsu là đấng duy nhất không hề chết. Ngài ngự giữa sự vinh hiển chói sáng, không ai có thể thấy và đến gần được. Chúa Giêsu là đấng duy nhất, có nghĩa là chỉ có một mình Ngài, không hề chết. Ngài ngự giữa sự vinh hiển chói sáng, không ai có thể thấy và đến gần được. Chúa Giêsu là đấng vinh hiển và Ngài ngự giữa sự vinh hiển chói sáng, không ai có thể đến gần được. Giống như buổi trưa mà chúng ta ra giữa trời nắng, chúng ta nhìn lên mặt trời thì rất là chói và chúng ta không thể nhìn được. Thì sự vinh hiển của Chúa chói sáng gấp trăm ngàn lần như vậy, và không có ai đến gần, không có ai có thể thấy được Chúa Giêsu khi Ngài ở trong cái sự vinh hiển. Nên gì? Danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Danh vọng có nghĩa là danh của Chúa. Danh vọng và quyền năng. Quyền năng có nghĩa là những việc mà Chúa làm được bằng quyền năng của Chúa, bằng sức mạnh của Chúa, thuộc về Ngài đời đời. Đời đời có nghĩa là không bao giờ hết, đời này qua đời kia, lâu dài. Nhận biết quyền năng đời đời thuộc về Chúa hằng sống là Chúa cứu thế Giêsu. Chúng ta có thể gạch dưới câu này. Năng quyền đời đời thuộc về Chúa hằng sống là Chúa cứu thế Giêsu. Năng quyền hay là quyền năng cũng là một đó các em. Đời đời thuộc về Chúa hằng sống. Chúa hằng sống có nghĩa là Chúa luôn luôn sống. Chúa không bao giờ chết, Chúa không bao giờ qua đi. Con người chúng ta thì sống khoảng mấy chục tuổi, hoặc là có người ít, có người sống đến 100 tuổi rồi phải chết. Nhưng mà Chúa Giêsu không có chết, Ngài sống đời đời. Chúa Giêsu chỉ có khi cứu con người chịu đóng đinh trên thập kỳ giá thì Chúa chịu chết 3 ngày thôi, sau đó Chúa sống lại và Chúa sống đời đời, Chúa không bao giờ chết nữa. Thực hành cảm ơn Chúa vì em thuộc về đấng oai nghi. Chúa là đấng oai nghi có nghĩa là Chúa là đấng mà ai cũng phải thờ phượng, tôn kính, nể phục. Quyền năng
Chúa có sức mạnh, năng quyền. Em nguyện trọn đời tôn thờ chúc tụng Ngài. Trọn đời tôn thờ chúc tụng Ngài. Và ở đây có một cái hình ảnh là Chúa Giêsu hướng dẫn em là người đang lái chiếc tàu ở giữa mưa gió thì được bình an bởi vì Chúa là đấng quyền năng. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Tôn ngợi Chúa đấng hằng sống là Chúa sống đời đời, vinh hiển và quyền năng con sẽ luôn ngợi khen Chúa vâng lời Chúa và trung tín thờ phụng Chúa suốt cuộc đời con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Tôn ngợi Chúa đấng hằng sống, vinh hiển và quyền năng. Con sẽ luôn ngợi khen Chúa, vâng lời Chúa và trung tín thờ phượng Chúa suốt cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới ở trong ơn lành của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.